mặc dù quy định trọng tải được phép lưu thông trên tỉnh lộ 422 chỉ là 10 tấn. Tuy nhiên, nhiều năm qua, cả con đường lẫn người dân sinh sống ven tỉnh lộ này vẫn luôn phải oằn mình vì vấn nạn xe quá khổ quá tải. Nhiều năm qua, người dân sinh sống tại khu vực ven tỉnh lộ 422 thuộc hai xã Tân Hội và Tân Lập, huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội liên tục rơi vào tình trạng thấp thỏm, lo âu bởi sự hoành hành của vấn nạn quá khổ quá tải. Không chỉ vượt trọng tải theo quy định được phép lưu thông trên tỉnh lộ, những chiếc xe chuyên chở cát chạy qua đây còn thản nhiên, cơi nới thùng, dẫn đến tình trạng vương vãi dọc đường, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người tham gia giao thông trên địa bàn. Đáng nói, ngoài tình trạng gây mất an toàn và ô nhiễm môi trường sống xung quanh của người dân, hoạt động của những đoàn xe quá khổ quá tải còn khiến mặt đường tỉnh lộ 422 liên tục xuống cấp nghiêm trọng. Trong quá trình ghi nhận, phóng viên được thấy, liên tục trên tỉnh lộ 422 là những đoàn xe trọng tải màu vàng, phía trước cabin có gắn biển Hoàng Huy 68 đang lưu thông rầm rộ, phía sau thùng xe được phủ bằng bạt vải. Tất cả đều trong tình trạng cơi nới từ 20 đến 50 phần bằng hai tấm thành thùng được mắc thêm và cả phía trên phần được bạt phủ. Đặc biệt, đoạn chạy qua xã Tân Lập đang phải chịu ảnh hưởng nặng nề nhất bởi đường rất hẹp. Dân cư sinh sống đông đúc hai ven ria đường tỉnh lộ 422. Xe chở quá tải, quá khổ cồng kềnh thường hay chạy qua đây, nhất là xe tải, xe vàng chạy chở cát hoặc nhiều cái xe kiểu như là nó theo cơi lưới thùng cao ấy, to ấy, quá tải đi hay vượt qua các dãy nhà đây làm va chạm. Xe vàng thì là chở cát chạy rất là nhiều, cho nên là vì thế mà làm gây tai nạn cho cháu tôi. Hiện nay là cháu tôi nó đang bị cụt một chân thì chả biết có quá tải hay không, nhưng mà nhiều lắm, tắc đường. Ừ, thế thì cô cũng cứ kiến nghị lên, nhưng mà chả, cô chả thấy có ai đâu. Ừ, chả có ai xử lý đâu. Thì đấy thôi, để nhờ tất cả là các ban ngành là để xử lý giúp về cái xe vàng nó chạy đấy. Không chỉ chịu ảnh hưởng về khói bụi, hạ tầng xuống cấp, mà người dân nơi đây còn ngày đêm phải hứng chịu tiếng ồn bởi lượng xe tải chạy qua nơi đây là 24/24 giờ. Nói chung xe chạy quá khổ tải thì nó vẫn thường xuyên chạy, ngày chạy đêm. Đúng, có các lực lượng chức năng thì nói chung là cũng ít khi gặp, mà cũng không có xử lý ở đây. Thỉnh thoảng thì nó mới tắc ùn tắc đường thì ủy ban còn cho các nhân viên an ninh đến coi như là phân luồng xe thôi. Hầu như năm nào cũng có tai nạn, không nặng thì mới nhẹ. Nó chạy cách đây cũng vài năm nay rồi, nó từ ngày có cái dự án mà làm các đô thị san mặt bằng các thứ thì xe tải nhiều như này nó chạy thì... Theo dấu các xe tải có dấu hiệu chở quá khổ quá tải này, vô tình lọt vào ống kính của nhóm phóng viên chúng tôi là hình ảnh xe của lực lượng cảnh sát giao thông đang tuần tra kiểm soát trên đường tỉnh lộ 422, đoạn qua Ủy ban Nhân dân huyện Hoài Đức đến ngã tư Sơn Đồng. Tuy nhiên, điều kỳ lạ là những chiếc xe có dấu hiệu quá khổ quá tải này vẫn thản nhiên lưu thông mà không vướng phải bất kỳ sự kiểm tra nào. Liên quan đến sự việc, nhóm phóng viên đã liên hệ làm việc với ông Đào Văn Ban, đội trưởng đội thanh tra giao thông vận tải huyện Hoài Đức để làm rõ thông tin. Tuy nhiên, hai tuần trôi qua đến nay, chúng tôi vẫn chưa nhận được câu trả lời chính thức nào từ đơn vị này. Trao đổi nhanh qua điện thoại với phóng viên, ông Ban cho hay, không có xe chạy qua địa phận của đội quản lý mà chỉ chạy ở khu vực Đan Phượng. Trao đổi với phóng viên, ông Phạm Huấn, đội trưởng đội thanh tra giao thông huyện Đan Phượng cho biết, đây là tuyến đường độc đạo, lại đi qua khu đông dân cư, đường rất chật hẹp. Tình trạng này đã diễn ra từ nhiều năm nay. Huyện đã kiến nghị với Sở Giao thông Vận tải về vấn đề này, nhưng đến nay vẫn chưa được giải quyết. Ông Huấn cũng cho hay, do bận phục vụ cho dịp Tết Nguyên đán và ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, nên từ đầu năm đến nay chỉ xử lý được 29 trường hợp, phạt tiền gần 200 triệu đồng. Nhiều năm liền phải gánh chịu nỗi khổ từ vấn nạn xe quá tải, đã nhiều lần người dân ven đường tỉnh lộ 422 kiến nghị lên chính quyền hay phản ánh qua các cuộc tiếp xúc cử tri, nhưng vẫn chỉ là việc nói mãi mà không có gì thay đổi. Trước thực trạng các xe có dấu hiệu quá khổ quá tải dường như đang tàng hình ngay trước mắt của lực lượng chức năng như hiện nay, khiến dư luận đặt ra câu hỏi. Các cơ quan chức năng không biết hay cố tình không biết và không thể xử lý hay không muốn xử lý. Phải chăng đang có sự bao che, làm ngơ cho các doanh nghiệp vận tải vi phạm pháp luật? Truyền hình Báo Điện tử Tầm Nhìn sẽ tiếp tục thông tin.